Yo, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Đạt đây. Đây là video mình sẽ hướng dẫn anh em tìm 5 cái rương hiếm. Những cái rương đó là những cái rương ẩn, rương giải đố. Thì trong 5 cái rương này thì mình nghĩ kiểu gì cũng có anh em mở rồi, có anh em chưa. Nhưng mà thật sự là mình không thể biết là ai đã mở rồi, ai chưa mở. Thế nên là mình cứ làm cái video này. Rất hy vọng thông tin trong video sẽ có ích cho anh em ha. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình. Trước khi bắt đầu thì nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Ok, vô nha. Ok, chào mừng em đến với cái rương hiếm đầu tiên. Đó là mình sẽ gọi nó là cái rương hiếm ở trên đảo Cái Bình. Thì không biết anh em nào có xem cái hôm mình livestream ấn tượng đầu tiên về phiên bản Inazuma hay không. Thì hôm đấy mình có phượt lên cái đảo này và mình để ý cho cái đảo này toàn là bình với lọ thôi. Một cái đảo rất là đáng nghi anh em ạ. Còn có cái thằng nào nó để cái bình dưới cái cây nữa. Sau khi mình đã quay trở lại cái đảo này và mình tìm cách đập hết tất cả mấy cái bình trên này đi. Tại mình không biết làm gì á, mình đi mình tìm hết cả cái bình để đập. Đập tuốt tuột luôn anh em. Anh em thấy có cái bình cái lọ là anh em đập hết cho mình. Thì ở đây có hai trường hợp anh em ạ. À quên, trước khi vào thì mình nói luôn đó là anh em nếu mà xem đến cái đoạn nào nó có ghi là rương hiếm trên đảo Cái Bình kia kìa, hoặc là tiếp theo là rương hiếm ở đâu đấy thì anh em hãy xem hết cái đoạn mà có cái đề mục ấy đi nhá, tức là mục nào trong mục đấy anh em xem hết mục đấy đi. Để làm gì? Để trong nhiều trường hợp là mình làm lỗi ấy, mình quay lỗi nhưng mà chỉ có một cái file video ấy thôi nên mình buộc phải cho vào. Mình sẽ giải thích cho anh em là mình làm những đoạn đấy là nó bị lỗi. Thế nên là anh em hãy làm cách khác đi để đỡ mất thời gian của anh em, ok? Thì ở đây mình đang đập tất cả các bình ở đây. Và mình không biết là phải đập hết hay không hay là phải đập đúng một cái bình thì nó sẽ kích hoạt. Cho nên là mình chọn cách đập hết. Trong nhiều trường hợp thì mình bảo anh em là làm một cái cuối cùng ấy, thì anh em bảo là làm cái đấy nó không có ra, phải làm hết. Trong trường hợp này thì mình bảo là anh em đập hết bình đi nha. Ở đây có bao nhiêu cái bình anh em tìm đập hết cho mình, nhiều lắm luôn. Cẩn thận đập thiếu, khi nào mà nó đúng thì nó sẽ như thế này này. Còn anh em có thể chọn đập cái bình này đầu tiên đó, báo là chi viện của địch tập kích. Đến đây chắc là đủ rồi đấy, nhưng mà mình vẫn cứ đập nốt mấy cái bình này đi. Không biết là tiện thích đập bình thế thôi. Sau khi đập mấy cái bình này thì nó sẽ có con boss anh em ạ. Anh em ra PK với nó là anh em sẽ nhận được phần thưởng làm cho anh em bất ngờ luôn. Còn cái bí mật trên cái đảo này khá là hay anh ạ. Đảo Cái Bình nha anh em. Lát nữa mình sẽ mở map lên để anh em nhìn lại một lần nữa. Nhưng mà cái này chắc anh em cũng biết rồi vì nó có một cái bí cảnh ở đây. Nhưng mà trên đảo này có một cái bí cảnh. Mấy hôm nay mình toàn chạy đi khám phá nên không để ý lắm anh em ạ. Ok, chúc anh em thành công nha. Đây, nó ở chỗ này. Ok, cái rương tiếp theo là rương hiếm ở cái giải đố dẫn điện kênh đào. Thì thật sự là mình cũng không có chắc lắm về cái rương này nhiều người làm hay chưa. Bởi vì mình nghĩ là nó lồ lộ thế này, ai nhìn cũng biết là giải đố thế này thì chắc là có nhiều người làm rồi. Nhưng mà về cơ bản thì mình là kiểu người lười ấy, mình đi làm cái khác, bây giờ mình mới quay lại làm cái này. Trong trường hợp mà có anh em còn lười hơn cả mình nữa thì đây là hướng dẫn dành cho anh em. Nó có cái trụ dẫn điện đang lơ lửng ở đây này, anh em nhặt cái trụ dẫn điện. Sau đó anh em bay lên và đợi cho cái con tinh linh ấy, nó đỗ đúng ở chỗ này. Thì anh em đặt cái dẫn điện vào chỗ của con tinh linh ấy. Kiểu con tinh linh nó mách cho mình nhá, là hãy đặt cái dẫn điện ở đây này. Sau đó thì anh em đứng đợi ở đây. Đoạn này nó hơi lằng nhằng một chút bởi vì con tinh linh nó cứ bay qua bay lại. Nên là anh em phải đứng đợi ở đây, đợi để khi nào nó quay lại, anh em tương tác chạm vào nó thì sẽ dính cái dấu ấn lôi trên đầu. Hoặc là anh em có thể làm cho mình bị nhiễm lôi rồi bay ra cũng được. Nhưng mà theo mình thì tôi cứ làm cái này cho nó nhanh, cho đơn giản. Ok, đây, dính lôi rồi. Sau đó anh em biến nhân vật thành cái trụ dẫn điện là ok. Đó là báo con rương rồi đó, chỉ cần thế thôi. Chúc anh em thành công nha. Cái rương hiếm thứ ba đó là cái rương có 6 thanh kiếm. Thì mình cũng nghĩ cái này chắc nhiều người giải rồi. Hoặc là chưa. Nếu mà anh em chưa giải thì anh em nhìn như hình như này. Mình đánh dấu cái thanh kiếm là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cái số 4 thì nó hơi gần mấy cái chỗ nhân vật. Nó hơi khuất khuất anh em để ý nha. Thì với các bạn anh em cứ chạy từ 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thôi. Đừng để ý con tinh linh làm gì cho nó rối mắt ra. Ok, mình sẽ để cho con tinh linh nó chạy thêm lần nữa đây anh em nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6.
có một cái chú ý ở đây, đó là trong trường hợp mà anh em bị hết giờ của cái hạt lôi này thì anh em sẽ tương tác với cái kiếm còn lại. Đây anh em nhìn này, mình chạy theo cái sơ đồ vừa nãy trên video, anh em có thể tạm dừng để xem nha. Thì đến đây là vẫn còn hạt lôi này, còn đến cái thanh cuối thanh 6 này hạt lôi nó biến mất, mình chưa kịp tương tác thì kiếm nó vẫn còn điện. Trong trường hợp này anh em không được tương tác với con tiên tinh linh kia mà anh em chạy đến đây lấy cái hạt giống lôi quay trở lại và chạm vào thanh kiếm số 6 là ok. Rồi ở đây nó sẽ hiện là hai con boss, anh em chỉ cần thịt nó thôi. Đây là trường hợp mà mình tương tác với cái kiếm kia rồi, và những có cái kiếm khác nó mất điện rồi, chỉ còn 3 cái thanh còn điện thôi thì mình tương tác lốt. Nhưng mà tóm lại anh em nên làm từ đầu 1 2 3 4 5 6. Còn trong trường hợp mà nếu như anh em tương tác ấy mà nó bị lỗi mà không được ấy thì anh em tương tác bừa đi là nó sẽ reset lại, reset thì 6 thanh kiếm nha. Chúc mọi người thành công. Đoạn này nó hơi khó, hơi nhanh thì anh em dừng lại ở cái đoạn mà mình đánh dấu 1 2 4 5 6 ấy, anh em dừng lại. Hoặc là anh em ghi ra giấy sao vị trí rồi anh em chạy theo. Lúc đầu mình cũng ghi ra giấy ấy mà. Ok. Đây là vị trí của nó nha. Đây là cái rương dịch chuyển, rương này thì nó dễ lắm anh em. Nhưng mà mình nghĩ là trong tổng hợp mấy cái rương hiếm thì cứ hướng dẫn luôn. Có hai cách. Cách một là bay lên trời, nếu mà anh có bounty thì nó cũng tự mở khóa. Đó, anh em nhảy xuống là ok. Cách thứ hai khi không có bounty thì nó là nhảy xuống vách núi thôi. Nhiều anh em gọi vui đây là cái rương tự sát. Đây trong trường hợp mà không khó thì mình trượt xuống thế này rồi anh em chỉ cần ấn space phanh lại đúng lúc là được. Ok. Vị trí của nó ở đây nhé mọi người. Rồi cái này là cái dài dòng nhất này. Nó đi kèm với một cái quét ẩn ốc biển kỳ lạ. Vị trí của nó thì như trên hình đây. Anh em dịch chuyển đến cái thất hình thần tượng này. Sau đó anh em chạy xuống cái bờ cát. Cái này là vô tình mình tìm thấy ấy. Lúc này là lúc mình đang đi tìm đôi thần đồng. Mình nghĩ một cách hay nhất để đi khám phá map Inazuma nói riêng hoặc là nói chung là tất cả những cái map update sau này, thì cái hay ho nhất để cách hay ho nhất để đi khám phá mở rộng map rồi tìm kiếm bí mật đó chính là đi tìm thần đồng. Thần đồng nó cũng rất là nhiều luôn. Đây con ốc là mình nhặt ở đây nha anh em. Cơ bản là anh em phải tìm 3 con ốc, sau đó thì anh em nói chuyện với NPC để mở cái rương. Cái này thì nó không liên quan lắm đến cái rương hiếm, nhưng mà nó gần đấy thì mình cứ nói luôn. Bây giờ anh em đi vòng qua phía trước của cái đảo nhỏ này. Trong đó có một căn nhà, có một NPC, anh em nói chuyện với nó. Nó sẽ yêu cầu anh em là đi kiếm 3 con ốc ở đây, nó sẽ cho anh em chọn một cái rương. Thế thôi. Ok, mình sẽ nói tiếp vào cái vụ đi tìm lôi thần đồng nha. Nghĩa là sau này khi update những cái phiên bản mới ấy, thì khi mà có những cái map mới thì tốt nhất là anh em lên đi tìm thần đồng. Thần đồng này nó sẽ bố trí ở rất nhiều nơi mà. Thường là những cái nơi có chứa bí mật hoặc là những nơi chứa rương. Mình tiện một công làm đôi việc luôn. Ok, nó sẽ bắt chúng ta đi tìm 3 con ốc. Thì mình sẽ cắt đoạn có 3 con ốc ra nha. Mình không biết là map của anh em ốc có nằm đúng chỗ thế không. Còn map của mình thì nó nằm ở những chỗ như trên video đây. Nhưng mình nghĩ anh em lên tìm tất cả đi, xung quanh này nó ngoài ốc ra thì nó còn có cả những cái khác nữa. Còn ốc dễ tìm lắm, nó chỉ quanh cái đảo, quanh cái nhà này thôi. À, ok, kiếm được con ốc cuối cùng rồi thì mình sẽ chạy về nhà. Và đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn một trong 3 cái rương để mở. Thì mình cảm giác như kiểu đây là một cú lừa đấy anh em ạ, toàn thấy bóc cải không. Mình không biết là anh em mở được cái gì, có nguyên thạch không hả anh em. Nhưng nhìn cái rương như rương thường ấy. Ok, bây giờ sẽ là đoạn mở cái giải đố thần đồng bằng một cái rương hiếm. Ở đây có một cái cục lôi thần đồng, nhưng mà quan trọng là có cái rương hiếm ở đây. Thì ở đây về cơ bản là nó sẽ có 3 con tiên linh hệ điện, 3 con lôi linh. Anh em cần phải cho nó về cái cây này, anh đào này thì nó mới, cảnh anh đào này thì nó mới có hoạt động được. Để dẫn nó về đây thì anh em phải giải đố. Ở đây có giải đố 3 khu vực. Mình sẽ chỉ anh em cái giải đố đầu tiên, đó chính là cái mấy cái trụ Rubik này, mấy cục Rubik này. Ở đây bên cạnh nó còn có cả một cái ốc biển nữa. Ok. Trước khi chạy ra đến chỗ giải đố thì có một con quái ở đây anh em thịt nó là xong. Ok, chỗ giải đố này nếu như anh em ấy có làm lỗi ấy thì nó hiện như này, hoặc là không giống như kiểu là cái hình mà lát nữa mình sẽ chỉ anh em. Thì anh em lock out đi,
sau đó login lại, đăng nhập lại là nó sẽ reset cái cục Rubik này. Được cách mình chỉ anh em reset cục Rubik để làm một cách giải đố không não nha anh em. Nếu anh em làm lỗi ấy, hoặc là nó bị sau đó thì anh em hãy log out và login. Bây giờ chém cục này, lúc đầu nó có ba chấm, cứ chém đi, chém nó thành ba chấm lại, ok. Sau đó anh em chém cục thứ hai này, chém thành ba chấm, chém cục thứ ba, chém tiếp, rồi nó sẽ mở rương cho anh em, cứ thế thôi. Chúc anh em thành công nha. Khi anh em mở cái rương thì nó sẽ thả con tiên linh số 1 ra. Anh em chỉ cần lùa nó về cái cây anh đào thôi. Con này nó cũng bớt nhắn vì khu này nó nhỏ mà nó không bay linh tinh quá đâu. Ok, một con đã về rồi. Bây giờ đến con thứ hai. Con thứ hai nó nằm ở trong cái trụ giải đố khiêu chiến này. Khi mở khiêu chiến ra thì đánh quái thôi. Cái này nó không não rồi, anh em thịt bọn nó thôi. Nó lại hiện ra một cái rương nữa, trong rương này là con tiên linh thứ hai, ok. Anh em lùa con thứ hai về. Con thứ ba thì nó nằm ở trong cái giải đố mấy cái cung điện ấy. Mình không biết gọi nó là cái gì anh em, trong game nó là cái gì mình không để ý lắm. Anh em biết tên của nó để lại bình luận nha. nó ở chỗ cái khu rừng thưa thưa này, có mấy cái cây này. Thì đến đây thì anh em hãy chuyển nhân vật Bedou ra. Đây là nhân vật mà có thể giải đố cái này một cách hiệu quả nhất, thú vị nhất. Anh em đứng vào trong cái vị trí như thế này để chỉnh hai cái cung nó quay về đây, gồng e lên. Đấy, có một chú ý là khi mà cái cung ấy nó không nháy tia sét điện đánh xuống ấy, tức là chưa được, nó không bị lỗi gì đâu. Khi nào mà có tia sét đánh xuống thì tức là anh em đã đứng thẳng hàng với cái mũi tên rồi đó. Anh em phải đợi nó đánh tia sét xuống. Nhiều người bảo cái này bị bug, không phải đâu, anh em chỉ cần đứng làm sao cho nó kích hoạt được sét lên cái trụ đấy là được. Còn nếu mà nó chưa thẳng hàng nó sẽ không kích hoạt nha. Bây giờ là nhân vật hoàn hảo nhất để có thể chơi khiêu chiến này, khiêu chiến giải đố này. Khi đã có ba cái rồi thì anh em có thể nhảy lên để lấy cục lôi thần đồng. Và bây giờ anh em có thể đột kích vào trong cái vòm phong ấn này. Trong cái vòm phong ấn này giải đố gọi là siêu không não luôn anh em, cực kỳ dễ luôn. Anh em chỉ cần chuyển con kiếm đơn, chẳng cần chuyển đâu. Anh em cầm con gì đánh cũng được, đánh luôn là cái trụ bên trái này, cứ trụ bên trái mà đập thôi, đập liên tục. Thế là xong. Yeah, chúc mừng anh em. Chúc mừng anh em đã kiếm được cái rương hiếm. Đây là cái rương cuối cùng rồi. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chắc là còn nhiều bí mật để giải đố lắm. Bye bye.